Chỉ còn một vài tiếng nữa thôi, chúng ta bước sang tháng 12 âm lịch, đó là tháng cuối cùng của cái năm Canh Tý này. Thì bên cạnh những cái mà mong đợi cho một năm mới nhiều hy vọng thì chắc chắn là chúng ta ai cũng đang rất là muốn biết về cái vận hạn của mình trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý này như thế nào, đúng không nào? Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương, chuyên gia phong thủy của Hiệp hội Phong thủy Thế giới và là chủ tịch của công ty phong thủy Phùng Gia. Chỉ còn một vài tiếng nữa thôi, chúng ta bước sang tháng 12 âm lịch, đó là tháng cuối cùng của cái năm Canh Tý này. Thì bên cạnh những cái mà mong đợi cho một năm mới nhiều hy vọng thì chắc chắn là chúng ta ai cũng đang rất là muốn biết về cái vận hạn của mình trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý này như thế nào, đúng không nào? Nên là trong cái video ngày hôm nay tôi sẽ dành thời lượng để mà chia sẻ đến các bạn về những cái tuổi tốt và xấu trong tháng 12 âm lịch này. Trước tiên chúng ta nói tới những cái điều tốt đẹp trước, đó là những cái tuổi tốt. Tuổi tốt ở trong tháng này sẽ là tuổi Dậu và tuổi Tuất cùng với cả tuổi Hợi. Tuổi Dậu, tuổi Tuất, tuổi Hợi sẽ được khởi sự hanh thông trong cái tháng 12 âm này. Những người tuổi Dậu thì hứa hẹn là sẽ thu hoạch được rất là nhiều cái kết quả tốt lành. Còn tiếp theo là người tuổi Tuất. Người tuổi Tuất thì nhờ có quý nhân nâng đỡ nên là vận trình tài lộc của người tuổi Tuất sáng, rất là sáng, và công danh sự nghiệp thì đều được toại nguyện. Thêm vào đó là cái người tuổi Tuất thì cũng có tình hình và tài chính trong tháng này sẽ khá là bình ổn. Việc kinh doanh buôn bán đầu năm tuy chưa sôi động nhưng cũng có được cái khoản này khoản kia, nên là đến vào cái cuối tháng này, cái người tuổi Tuất ấy, ngoài cái việc mà được quý nhân nâng đỡ sẽ còn gặp được những cái việc mà may mắn nhỏ. Cái đó là theo cái rất là nhiều những cái mối tương quan, và tôi có thể kết luận được như vậy. Rồi tiếp theo, những người tuổi tốt đó là tuổi Hợi. Tuổi Hợi tháng này cũng sẽ có được quý nhân giúp đỡ nên là sự nghiệp của tuổi Hợi tháng này sẽ phát triển rất là tốt. Nhờ sự xông xáo nên là cái người tuổi Hợi sẽ làm được kết quả, được thăng tiến. Và những người tuổi Hợi này thì hãy mạnh dạn đề xuất cái ý tưởng của mình để mà làm những phương thức mới. Chắc chắn là bạn sẽ được cấp trên sẽ đánh giá rất cao cho cái sự mà đóng góp của mình. Vì là trong cái tháng này ấy, những cái người mà tuổi Hợi thì sẽ gặt hái được rất là nhiều những cái thành quả sáng tạo. Vì cái ngôi sao tứ lục mộc thì nó đáo vào cái phần nguyệt ổ, nó đáo vào nguyệt ổ có nghĩa là nó lắm lệnh, mà ngôi sao tứ lục mộc thì lại chủ về tài năng, về trí tuệ dành cho những người tuổi Hợi. Nên là những người tuổi Hợi tháng này các bạn hãy sáng tạo nhiều hơn, và những cái sáng tạo đó sẽ mang lại một phần thành công cho các bạn rất là lớn. Rồi ngoài những cái tuổi tốt kia thì chúng ta không thể tránh khỏi những cái tuổi xấu. Tuổi xấu của tháng này sẽ là tuổi Tỵ, tuổi Mùi và tuổi Thân. Tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tuổi Thân thì tháng này sẽ là tháng mà không tốt lắm cho các bạn. Nếu như các bạn mà muốn có một cái phương thức để có thể là hóa giải được những cái vận xấu này thì các bạn hãy nghĩ tới Phật bản mệnh. Phật bản mệnh của tuổi Mùi và Thân thì là ngài Đại Nhật Như Lai, còn tuổi Tỵ thì là Phổ Hiền Bồ Tát. Các bạn có thể là cân nhắc cái việc mà thỉnh những cái vị Phật như vậy để mà chúng ta có được cái bình an hơn. Và một số bạn thì đã từng dùng mật pháp của tôi để mà chiêu cầu về bình an, hoặc là chiêu cầu về bình an và sức khỏe, thì sẽ có kèm theo một cái vật phẩm là vị Phật bản mệnh này. Thì các bạn hãy mang ra và các bạn bao sái lại bằng cái bột bao sái trừ tà của Phùng Gia, rồi sau đó chúng ta lại chọn ngày giờ đẹp để chọn ngày giờ hoàng đạo, sau đó chúng ta lại đeo lại vào người, thì như vậy sẽ nạp lại cái năng lượng và sẽ hóa giải được khá là tốt cho cái tuổi Sờ Tỵ Mùi Thân trong tháng này. Thì tháng 12 năm Canh Tý là tháng cuối cùng của hạn Tam tai thứ hai, nên là không phải tháng tốt lành cho những người tuổi Tỵ. Mùi tuổi Tỵ thì sẽ bị Tam tai vào 209, 2 219, 220 và 221 mà. Nên là cái năm 2020 này là cái tháng 12 là tháng cuối của năm Tam tai thứ hai. Nên là những cái tài lộc của các bạn nếu như có không được như ý thì các bạn cũng đừng quá là chấp vào đó để mà có những cái sân si ở trong lòng. Các bạn hãy tập trung nhiều hơn vào những cái cơ hội đến, tuy rằng có những cản trở nhưng mà cái mối quan hệ của trong quá khứ của những cái người mà tuổi Tỵ này sẽ giúp bạn sẽ vượt qua. Chính vì vậy nên là người tuổi Tỵ trong tháng này, một trong những cách để giúp bạn phát triển và vẫn có được cái tài lộc của mình, đó là hãy liên hệ lại những cái mối quan hệ cũ của mình, những người mà trước kia đã giúp đỡ bạn thành công trong cái công việc cũng như trong cuộc sống, thì các bạn hãy dành nhiều thời gian hơn liên lạc lại với họ, và những người đó rất có thể sẽ giúp bạn vượt qua được cái tháng 12 này, mặc dù tuổi Tỵ rất là xấu.
Tất nhiên tôi đã nói với bạn là nếu mà xấu thì nó chỉ xấu trong một mức độ nào đó thôi, và nó sẽ có cái phương pháp hóa giải của nó, và chính cái người tuổi Tỵ tháng này quý nhân sẽ đến với bạn để mà hóa giải hạn xấu cho bạn. Rồi tiếp tới là đến tuổi Mùi. Tuổi Mùi thì trong tháng 12 này sẽ gặp một vài những cái tai ương nó nhỏ, nên là tuy mà những tai ương này nó tới nhưng mà các bạn hãy đừng có quá là đau khổ, vì đó là cái điều mà chắc chắn là sẽ tới rồi. Mà những cái tai ương này nó sẽ nhẹ thôi, nhưng các bạn cũng đừng có quá lo lắng. Những công việc thì chúng ta phải làm, chúng ta vẫn cứ làm thôi, và tới đâu thì chúng ta sẽ đón nhận tới đó. Nếu mà các bạn có vị Phật bản mệnh ở bên mình thì cũng sẽ bớt được một phần nào. Thì trong công việc thì bạn sẽ gặp cái rắc rối là điều đương nhiên rồi, nhưng mà cái người tuổi Mùi ấy, nếu như các bạn mà dùng cái kiến thức chuyên sâu của mình quá nhiều thì sẽ gặp chắc rắc rối trong cái tháng này. Nên là các bạn hãy đừng có chỉ có dùng cái kiến thức chuyên môn, mà hãy suy nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ thoáng hơn, đừng có theo một cái khuôn khổ. Thì như vậy là những cái vận hạn của các bạn tuổi Mùi trong tháng này sẽ được hóa giải. Bây giờ thì tới là cái tuổi xấu cuối cùng, đó là tuổi Thân. Tuổi Thân thì trong tháng 12 âm này các bạn phải hết sức chú ý về cái hành xử của mình, đặc biệt là trong các cái mối quan hệ ở trong công sở, để mà tránh gặp những cái rắc rối và thị phi. Tháng 12 này sẽ là tháng rất là dễ gặp thị phi ở trong công sở đối với những người tuổi Thân. Và những cái thị không những là thị phi mà còn bị gièm pha nói xấu sau lưng, nên là các bạn hãy bình tĩnh và tỉnh táo để mà xử lý, đừng có quá lo lắng. Thì trong cái tháng này thì Nguyệt lệnh là lâm vào đất lâm quan, nên là sẽ mang lại những cái tín hiệu tích cực vào những thời khắc khó khăn nhất dành cho tuổi Thân. Tuy là có khó khăn, dù có khó khăn đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ vượt qua được. Mọi chuyện mà bạn vẫn cần tự thân nỗ lực thì sẽ vượt qua được hết sóng gió thôi. Đó. Thì trong cái tháng này thì tài lộc nó sẽ sa sút một chút do ảnh hưởng của đại hao, nhưng mà tiền bạc sẽ dần dần tới với các bạn trong vào cái tháng 1 của năm sau. Một cái phần tài lộc nhỏ nó sẽ tới các bạn trong tháng 1 của năm sau, nên các bạn hãy cố gắng lên. Cái tháng 1 là cái tháng 12 này nó sẽ là tháng quyết định để mà tiền đề cho cái năm sau của chúng ta sẽ tốt hơn. Thì tôi kết luận lại là chúng ta đã biết một vài cái thông tin mà tôi đã chia sẻ với các bạn về tuổi tốt xấu trong tháng 12 âm lịch này rồi. Thì các bạn có thể xem lại cái video nói về tháng 12, tháng 12 âm của tôi ấy, thì các bạn sẽ thấy là các cái kiến thức của tháng 12 đó sẽ bổ trợ các bạn, hỗ trợ thêm và những tuổi tốt xấu trong cái tháng này. Những cái thông tin mang tính tham khảo ở trên thì là những thông tin mà tôi muốn các bạn nắm được để mà có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bạn trong tháng tới. Nhưng mà các bạn cũng đừng có quá dính chấp vào nó để mà ảnh hưởng tới những cái quyết định trong cái phút quyết định của bạn. Dù chúng ta có cái công việc gì, chúng ta hãy cứ làm thật mạnh mẽ, và nếu như nó không thành công thì đó cũng là bài học cho chúng ta. Và nếu như mà được chọn cái ngày giờ tốt để làm việc đại sự thì đương nhiên nó sẽ thuận hơn rất nhiều. Nên là các bạn có thể là tham khảo một cái quy trình để mà chọn ngày giờ tốt khi mà khởi sự với cái số điện thoại của các bạn trợ lý của tôi, và sau đó là tôi sẽ xem xét có thể giúp được các bạn điều gì thì chúng ta sẽ cùng trao đổi. Còn bây giờ thì tôi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào.